Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Bữa Tối Quanh Nhà Thân nha. Tập này sẽ là tập 6 rưỡi. Tại vì sao? Tại vì cái này là bữa tráng miệng của nhà mình mới ăn xong. Cái đũa anh vừa lấy ra ăn luôn. Đây, hôm nay mình sẽ ăn tráng miệng bằng cái bánh gọi là carrot cake, tức là bánh cà rốt các bạn. Bánh cà rốt này là một cái loại ăn tráng miệng rất là thường xuyên ăn của người Mỹ và người Đức. Người ta dùng cà rốt người ta xay ra và người ta trộn chung lại với lại mình mở đây cho các bạn xem. Trộn chung lại với cái bột và nó ăn có vị giòn giòn và hơi ngọt nhẹ nhẹ chứ không phải là quá ngọt. Các bạn có thể coi cái thành phần ở đây là 430 calorie, là một nửa cái bánh này. Vậy là nguyên một cái bánh này nhân 2 tức là 860 calorie, tức là khá là cao. Vậy không nên ăn thường xuyên mà nên không nên ăn hết là hết cái bánh, nên ăn mỗi là một nửa thôi nếu mà không muốn bị quá béo, đặc biệt là mình ăn khuya trước khi đi ngủ nữa. Có cái bánh này ngon chưa? Bánh cái này là bánh kem, tất nhiên là mình sẽ không ăn cái phần kem này tại vì nó rất là ngọt và nó rất là béo. Mình chủ yếu là mình rất thích cái bột của cái bánh này tại vì nó được trộn lẫn với cà rốt và nó rất là giòn và có vị ngọt nhẹ nhẹ thay vì ngọt cát hay ngọt cay các bạn nha. Ăn tối xong mà ăn cái này thì còn gì bằng nữa ha. Hay ăn một miếng tốt nhất là nên 1/3 thì không nên 1/2 luôn á. Cà rốt của cái bánh này thì nó xay hơi nhuyễn lắm ạ. Cay hơi nhuyễn nên mình không có cảm giác sự giòn giòn được nữa. Cay nói chung với cái bột luôn rồi. Cho những chỗ mà những người phụ huynh mà làm cho mình tặng mình cái bánh này thì người ta xay chưa nhuyễn cho nó còn là độ giòn nhỏ nhẹ. Đây, gọi là bánh cà rốt. Mà cái này cũng ok rồi. Thực ra cái nguyên một cái bánh to như thế này á, mà mình gọi là rất là to luôn. Mình chỉ ăn có 1,5 đồng thôi. Rồi. Mà mấy cái siêu thị nó bán cũng rất là hay chứ nhỉ, nó làm cái bánh bự bự nó để 20 đồng thì không ai mua, mà nó cắt ra một đống miếng nhỏ nhỏ để 1,5 đồng thì người ta mua đầy. Còn tính cộng lại thì còn nhiều hơn cả tiền cái bánh ấy, nhưng mà vẫn bán được chứ. Nhưng mà khẩu phần như vậy cũng phù hợp hơn, đặc biệt là những người độc thân làm sao ăn hết một mình, ăn hết một cái bánh rất là béo luôn, ăn những cái phần nhỏ nhỏ như vậy thì hợp hơn. Miếng kế tiếp nè, các bạn có thể thấy những cái miếng cà rốt nhỏ nhỏ trộn lẫn trong cái bột không, thấy được không nào? Ngon quá ngon. Phê quá phê. Chỗ này chắc khác nguyên cái quá. Bạn cứ ăn theo mình nhé, mình đang dọc kênh vèo vèo luôn. Cứ mua theo mình mà ăn là bảo đảm dọc kênh vèo vèo. Cái miếng ra ngoài. Luật 5 giây. Bạn biết luật 5 giây là gì không? Tập sau mình sẽ nói cho bạn nghe. Cà rốt thì không nên xoay quá nhuyễn và bỏ một chút nho khô vô này thì ăn ngon. Này ngọt hơn là mình tưởng tượng, thích nó ngọt lợ lợ thôi. Nhưng mà cái này thì ngọt hơn là mình thích. Người ta làm lạc mình có thể lắc đường như được, nhưng mà làm ngọt sẵn rồi thì không thể nào giảm được cái vị ngọt của nó và phải ăn thôi. Ngày mai mình sẽ mua đậu phộng, mình sẽ lắc lên đây thì nó sẽ có vị giòn, không có vị giòn cà rốt thì sẽ có vị giòn của đậu phộng. Còn bây giờ một miếng nữa thôi và đi ngủ, ăn nhiều quá thì ngủ nó sẽ béo thôi. Nó có nho khô này sẵn rồi nhưng mà miếng rất là nhỏ nên nãy giờ ăn mới thấp vô con miếng à. Thôi để thôi một phần tí thôi. Quá đã, vậy là xong bữa rồi bạn, vừa ngon vừa sướng.